Công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam vừa tổ chức lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng tại xã Y Tịch, huyện Chi Lăng. Tại buổi lễ, đại diện công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gia đình khách hàng Mai Văn Riêu ở thôn Trung Tâm, xã Y Tịch, huyện Chi Lăng với tổng quyền lợi trên 814 triệu đồng. Được biết, anh Mai Văn Riêu tham gia bảo hiểm nhân thọ với mức đóng phí 36.073.000 đồng một năm từ tháng 12 năm 2015, nhưng đã đột ngột tử vong vào tháng 1 năm 2017. Tính riêng trong năm 2016, đại diện công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam đã chi trả trên 7,8 tỷ đồng cho trên 630 khách hàng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Việc công ty chi trả quyền lợi cho khách hàng nhanh chóng kịp thời mỗi khi sự kiện bảo hiểm xảy ra chính là nguyện vọng của khách hàng.